Với tuổi thơ đam mê truyện, phim Trung Quốc, thì ngoài những Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, thì những câu chuyện về phong thần cũng là một cái gì đó rất ám ảnh tuổi thơ của không ít anh em, phải không nào? Đặc biệt là khi nhắc đến phong thần thì không thể nào không nhắc đến cậu nhóc Na Tra, tinh nghịch và cương trực, sở hữu nhiều tài phép làm say mê không biết bao nhiêu thế hệ dân chơi hồi đó. Câu chuyện về Na Tra được chuyển kể dưới rất nhiều hình thức, từ truyện tranh, phim người đóng, đến cả những bản hoạt hình cực kỳ sinh động. Hôm nay, hãy cùng Ngày Này Năm Xưa tìm hiểu về một bản phim hoạt hình vô cùng nổi tiếng, đó là bản truyền kỳ Na Tra. Xem nó có hay và đặc sắc hơn những bản chuyển thể khác không nhé. Let's go! Truyền kỳ Na Tra, The Legend of Na Tra là bản phim hoạt hình Trung Quốc được sản xuất vào năm 2003. Phim được phát sóng lần đầu tiên vào đúng ngày quốc tế thiếu nhi trên kênh truyền hình CCTV và tạo được tiếng vang lớn. Ngay lập tức, phim được công ty truyền thông trí tuệ TMV mua bản quyền, lồng tiếng chỉnh chu và chiếu trên kênh HTV3. Có thể nhiều anh em chưa biết, không chỉ là phim, truyền kỳ Na Tra còn được cắt gọt và chuyển sang định dạng truyện tranh và được phát hành bởi nhà xuất bản Kim Đồng. Với 52 tập, nội dung xoay quanh câu chuyện về cậu bé Na Tra là pháp bảo Linh Châu của Thái Ất chân nhân chuyển sinh xuống trần gian, giúp cho Khương Tử Nha tuyển nhân sự cho bản phong thần. Chuyện phim đi theo Na Tra từ lúc cậu mới sinh ra là một cục thịt lớn, không có hình người, khiến cha mẹ cậu cũng như những người xung quanh khiếp sợ. Tên tể tướng gian ác Thân Công Báo ép hai vợ chồng Lý Tịnh phải giết Na Tra vì cậu là quái vật. Nhưng nhờ tình yêu của hai người, cậu hóa thành một bé trai khấu khỉnh và dễ thương. Vì là thần tiên chuyển sinh nên vừa xuất hiện, cậu đã biết nói, gọi tên cha mẹ, khiến cả nhà mừng rỡ, quyết định đặt tên cậu là Na Tra. Từ đây, câu chuyện về thần tướng Na Tra được bắt đầu. Khi mà từ bé, cậu nhóc Na Tra đã vô cùng khác người, không chỉ bướng bỉnh và khó bảo, cậu còn có sức mạnh khủng khiếp mà khó có ai sánh nổi. Khi mà một tay cậu nhấc bổng cục tạ mấy mươi cân chỉ dành cho binh sĩ luyện tập. Hay có thể giương chiếc hiên viên tiễn, chiếc cung tên nặng trăm cân mà người bình thường còn không thể nhấc lên nổi. Sau khi được giải cứu bởi Thái Ất chân nhân, cậu còn được nữ hoa nương nương trao cho hai món bảo bối vô cùng nổi tiếng. Một là Hỗn Thiên Lăng, giả lụa màu đỏ có khả năng thiên biến vạn hóa, giúp cậu bay lượn trên không như những đôi cánh. Hai là Vòng Càn Khôn, chiếc vòng phép thuật giúp Na Tra chiến đấu và giải cứu cha mẹ của mình khỏi nanh vuốt của tên quốc sư Thân Công Báo gian ác. Sau này, vì hai món bảo bối trên đã làm bể mặt Thân Công Báo và cũng vì sợ sức mạnh quá lớn của chúng sẽ làm hại đến con mình, Lý Tịnh đã phải ném cả hai xuống biển, khiến Na Tra lại phải đi du lịch xuống dưới Long Cung để đi tìm chúng. Sau đó, cậu có cơ hội gặp Tiểu Long Nữ, best waifu quốc dân vào thời điểm đó, của không biết bao nhiêu là anh em. Xuống dưới Long Cung, bị Thái tử Ngao Bính vu oan là ăn cắp Long Châu, cậu còn có một phen đại náo Long Cung, rồi tiện tay nhổ hết vảy rồng của Thái tử Ngao Bính. Bị làm nhục, Ngao Bính giở trò mách bố của mình là Đông Hải Long Vương, khiến lão Long Vương vô cùng tức giận. Dâng nước lên nhấn chìm Trần Đường Quan, thành lũy mà cha cậu Lý Tịnh đang canh giữ. Bị hàm oan là lấy cắp Long Châu, rồi còn làm liên lụy đến cả bá tánh ở Trần Đường Quan. Na Tra bất lực, chẳng thể làm gì hơn, đành tự sát để bảo toàn danh tiết. Thực ra, trong nguyên tắc của phong thần bản, Na Tra có một hành động mãnh liệt hơn, đó là lóc thịt trả cha, lóc xương trả mẹ cơ. Nhưng đây là phim hoạt hình dành cho trẻ em, nên cảnh Na Tra tự sát được sửa đổi khá nhiều. Cũng may là tiên nhà trời chuyển sinh, nên Na Tra được Thái Ất chân nhân cùng nữ hoa nương nương hết mực cứu giúp. Cậu được hồi sinh từ một đóa hoa sen, trở lại mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Sau một hành trình dài, cậu còn được lựa chọn để tìm ra Phong Hỏa Luân, một cỗ bánh xe rực lửa dưới chân, giúp cậu bay lượn cực kỳ linh hoạt. Lúc này, cậu đã bắt đầu ra dáng một chiến thần bách chiến bách thắng cùng những người bạn tiêu diệt trụ vương và ác ma Thạch Cơ. Những người bạn đó là người vợ quốc dân Tiểu Long Nữ, con gái của Đông Hải Long Vương, được Na Tra gọi bằng Tỷ Tỷ. Cô là một cô gái lúc nào cũng tò mò về thế giới trên mặt đất, có sở thích đi tìm kho báu và những vật dụng của con người bị rơi xuống đáy biển. Nghe cứ giống công chúa Ariel của Disney ấy nhỉ?
Tiếp đến là Lôi Chấn Tử, một đồng đội vô cùng nổi tiếng của Natra trong nguyên tác Phong Thần. Xuất hiện cùng Natra trong mọi bộ phim cũng như truyện được chuyển thể, nhưng trong bản hoạt hình này thì chẳng có chút đất diễn nào cả, cùng với tạo hình cũng ngố ngố vô cùng. Chẳng thể bỏ qua được Tiểu Trư Hùng, một con vật luôn đồng hành cùng Natra, khiến cho bao thế hệ khán giả thắc mắc là không biết cậu ta là một con chuột lang, con sóc hay là một chú lợn con nữa. Thanh niên Tiểu Trư Hùng thì vào phim tấu hài là chính, chứ gần như cả phim không đóng góp được gì nhiều. Nói đến việc tấu hài thì bên phe phản diện cũng có một nhân vật cũng tấu hài vô cùng, đó là Đại Quốc Sư Thân Cộng Báo. Nghe tên là đã thấy báo, hắn ta lúc nào cũng trong tình trạng hậu đậu, báo đời và bóp trụ vương không ít lần. Mỗi lần thấy Thân Cộng Báo là tôi lại phải thắc mắc là không biết tại sao hắn ta có thể leo lên được chức quốc sư, cánh tay phải bên cạnh trụ vương nhỉ. Tài phép thì chẳng có, chỉ được cái lương lẹo, mỗi lần gặp việc khó lại phải chạy đi nhờ sức của Thạch Cơ Nương Nương mà thôi. Nhắc đến dàn phản diện hùng hậu của bộ phim truyền kỳ Natra thì không thể không nhắc đến Đắc Kỷ và mối tình khá là cảm động của nàng ta với trụ vương. Vốn là một con cáo chín đuôi yêu thầm trụ vương, Đắc Kỷ mù quáng ăn hoa độc, rũ bỏ chín chiếc đuôi tương đương với chín cái mạng của mình để hóa thành người. Với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nàng ta nhanh chóng lọt vào mắt xanh, trở thành ái phi của trụ vương. Nàng bị chính Thạch Cơ lợi dụng để quyến rũ trụ vương, khiến trụ vương tối ngày đam mê tuổi sắc mà bỏ bê con dân, khiến vương triều diệt vong nhanh chóng. Hồi đó thì với đầu óc non nớt của mình, tôi chẳng thể nào hiểu được tình yêu của hai người là như thế nào cả, chỉ biết rằng họ là những kẻ xấu, chết là đáng lắm. Nhưng khi lớn lên rồi, nhìn thấy tình yêu của họ mà tự nhiên thấy buồn ngang. Đắc Kỷ mù quáng yêu trụ vương, sẵn sàng hy sinh tất cả chính mạng của cáo để trở thành người bên cạnh trụ vương. Đến những giờ phút cuối cùng, khi thành Triều Ca bị quân Tây Kỳ nổi dậy chiếm giữ, khi mà quan lại, phi tần ai cũng mang hết vàng bạc mà bỏ trốn, chỉ có một mình Đắc Kỷ là ở lại, muốn một khúc cuối cùng tặng cho trụ vương. Trụ vương cũng không hề bỏ chạy, ông ta cũng ở lại bên người mình yêu, dùng kiếm để gảy đàn cho Đắc Kỷ muốn những điều cuối cùng đó. Đến giờ khi đã lớn, đầu óc có chút lãng mạn thì tự nhiên thấy cuộc tình này cũng đẹp anh em nhỉ. Tất nhiên, sau tất cả thì phe thiện chiến thắng, Natra trở thành anh hùng phạt trụ, tiêu diệt trụ vương cùng nữ ma đầu Thạch Cơ, trả lại sự yên bình cho bá tánh, cái kết viên mãn của đa phần phim hoạt hình vào thời điểm đó. Quay trở lại với truyền kỳ Natra, phim là một trong những phim hoạt hình Trung Quốc đầu tiên được mua bản quyền và chiếu tại Việt Nam, nên có một chỗ đứng không hề nhỏ trong lòng người hâm mộ. Hình ảnh của Natra vào thời điểm 2003 là một cái gì đó rất đẹp, rất lung linh. Những nhân vật như Natra, Lý Tịnh, Đắc Kỷ, Trụ Vương như bước ra từ trong truyện. Những cảnh chiến đấu đã mắt, sinh động vô cùng. Mỗi khi Natra của chúng ta tung chiêu hay sử dụng phong hỏa luân để bay lượn là đám trẻ con chúng tôi hồi đó lại thích thú, hét hú vô cùng sung sức. Lúc đó, không biết có bao nhiêu anh em mơ ước có cho mình chiếc phong hỏa luân để bay lượn như những chú chim nhỉ? Tôi là tôi cũng ước như thế đấy anh em ạ. Và đó là truyền kỳ Natra, một bộ phim hoạt hình về thần thoại vô cùng đỉnh cao của các pháp sư Trung Hoa. Anh em đã xem hết bộ phim này chưa nào? Và có muốn ngày này năm xưa làm về bản phim người đóng Đắc Kỷ Trụ Vương hay không nhỉ? Hãy nhanh nhanh comment xuống phía bên dưới anh em nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.